Netizen Trung Quốc ghen tị với văn hóa đường phố cởi mở của Việt Nam như thế nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Trong văn hóa đường phố Việt Nam, không cần vay mua nhà, mua ô tô, không cần trả giá cô dâu để kết hôn. Những người này sống cuộc sống vô tư. Ngoài công việc, tôi thực sự cảm thấy họ hạnh phúc." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Ở Việt Nam bạn không phải lo lắng về khoản vay mua ô tô hoặc mua nhà như ở Trung Quốc. Đối với hai ngôi nhà ở nông thôn, sẽ thật tuyệt nếu tôi có thêm tiền để mua một chiếc ô tô và một ngôi nhà khác. Không cần phải trả tiền nhà thì tôi lại phải trả tiền ô tô. Ở nước ta cũng có nhiều nơi như họ. Sống thế nào là tùy vào tâm lý của mọi người. Nhà tôi một tháng kiếm được 3-5.000 tệ, ngày lễ và cuối tuần đều lên núi kiếm đồ ăn. Tôi đã uống vài cốc bia và vài cân rượu. Ở Trung Quốc, chúng ta chỉ có thể nói rằng văn hóa là khác nhau, và những gì chúng ta nhìn thấy cũng khác nhau. Điều này phụ thuộc vào số đông chứ không phải các thứ khác. Con gái Quảng Tây có nhảy múa trên đường phố không? Đây là Việt Nam, hãy nhìn vào bảng quảng cáo đi bạn. Tôi biết đó là Việt Nam. Không biết ở Quảng Tây chúng ta có nhảy được như thế này không? Say rượu ấy mà. Tôi chỉ mới nhìn thấy như vậy trên đường Phạm Ngũ Lão ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chưa bao giờ thấy bầu không khí tốt như vậy ở nơi nào khác. Tôi thấy điều này ở khắp mọi nơi ở Vân Nam. Ngoài ra còn có một quán bar ở Hồ Hoàn Kiếm cũng như vậy. Đúng vậy, chỉ là hành động của nhóm người lần đầu giàu có. Chỉ cần nói với tôi rằng người này thuộc thế hệ người giàu thứ hai của họ. Không có gì giống như thế hệ giàu có thứ hai cả, tôi sẽ không có niềm vui ở một nơi như thế này. Có ai lập team đi Việt Nam không? Tôi hỏi thăm những người xung quanh, cũng không có ai muốn đi nên tôi chuẩn bị tự mình đi sang đó. Gần đây tôi liên tục thấy điều này, hãy cẩn thận nếu bạn bị thu hút bởi những thứ như thế này. Điều đáng sợ hơn nữa là một khi đã đến đó, bạn sẽ không muốn quay lại. Tôi không ghen tị với Việt Nam, tôi ghen tị với cách sống của họ. Cuộc sống vô tư, không bao giờ lo nhà cửa, xe cộ. Họ cũng không cần 3 căn hộ và một chiếc ô tô được thanh toán đầy đủ. Không lo lắng chút nào. Chúng tôi cũng sống như vậy vào những năm 1990, nhưng lúc đó chúng tôi không giàu có về vật chất. Thực tế thì thời đại này khá tốt. Nhịp sống Việt Nam giống Trung Quốc năm đó, khá chậm. Việt Nam vượt qua Trung Quốc từ khi nào thế? Vì họ không có thế chấp nào. Đi kiểm tra giá nhà ở Hồ Chí Minh, Việt Nam xem đi bạn. Hiện nay, nhiều người có khoản vay thế chấp khổng lồ đang gặp rắc rối vì mất đi lượng tiền của họ. Trung Quốc cũng có rất nhiều người trẻ hạnh phúc mà. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc vào những năm 1980. Người Việt có thể học được nhiều thứ từ Quảng Tây. Đây là môi trường của thị trấn cấp 18 của chúng tôi. Nếu ta không có ô tô hay nhà thì không có thế chấp hoặc vay mua ô tô. Nếu bạn không có nhà thì bạn sống ở đâu khi lớn lên? Đó là nhà của bố mẹ bạn, bạn có định sống với họ cho đến khi về già không? Nếu bạn có đủ chỗ ở thì không sao, vậy tại sao phải bắt đầu một chỗ ở mới? Tôi chưa bao giờ thấy anh em nào còn ở nhà bố mẹ đẻ, nếu muốn ở đó thì phải tự mua nhà và đưa bố mẹ về ở. Ông của chúng tôi vẫn còn ở đây, nên chúng tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc chia cắt gia đình. Tôi cũng vậy. Có phải chính phủ đang buộc bạn phải mua một chiếc ô tô, hoặc một ngôi nhà trước họng súng không? Tôi có cảm giác như họ đang hạnh phúc lắm. Không ai trong số họ chơi với điện thoại di động của mình. Còn tất cả chúng ta đều ngồi cùng bàn, mọi người đều chơi với điện thoại di động của mình. Tôi yêu Việt Nam. Tôi đã từng uống vì tôi hạnh phúc. Bây giờ tôi hạnh phúc vì tôi được uống. Cô không những không vay tiền mua nhà hay vay mua ô tô, mà tôi còn có cảm giác như mình vừa phá hủy 30 triệu nhân dân tệ của mình. Đúng là họ không giàu có như người Trung Quốc nhưng họ hạnh phúc từ tận đáy lòng. Tỷ lệ nợ của chúng ta thật khủng khiếp. Người Việt Nam có cần phải cảm giác hạnh phúc mãnh liệt như vậy không? Đừng so sánh nữa. Những người này tương đương với người giàu ở Trung Quốc. Hãy so sánh người nghèo với người nghèo đi. Tôi không biết ở đó có quà đính hôn hay không nhưng tỷ lệ giữ giá nhà và thu nhập của họ cao hơn chúng ta rất nhiều. Tốt hơn là nên phóng đại. Với mức lương hàng tháng 10.000 nhân dân tệ, bạn dám mua một căn nhà rộng 10.000 mét vuông, nhưng với mức lương hàng tháng 2.500 nhân dân tệ, bạn sẽ không dám làm như vậy. Vì ngôi nhà thuộc sở hữu tư nhân, nên thật khó để nói mức lương của họ là bao nhiêu. Nó phụ thuộc vào cách bạn chi tiêu. Người ta nói kiểm soát ngoại hối của Việt Nam chặt chẽ nhất thế giới. Đã lâu rồi tôi không vui như vậy. Nếu không vay mua ô tô có thể vay trả góp xe máy. Tối nay tôi sẽ xuống nhà chơi Halloween cho đỡ buồn. Đây là một bầu không khí uống rượu tốt. Đó chính là điều khiến cuộc sống trở nên thú vị.
Nếu bạn không có khoản vay mua ô tô hoặc vay mua nhà, thì bạn là thế hệ người giàu thứ hai. Không còn quán ven đường ở Bắc Hải, Trung Quốc nữa rồi. Sau khi bị nợ nần và các khoản vay trói buộc, bạn sẽ không bao giờ tìm lại được hạnh phúc nội tâm nữa. Người dân Việt Nam phải sống tốt nhé. Thực sự họ không có áp lực nào. Giá nhà trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh là 40.000, cao hơn nhiều so với Nam Ninh đó nhé. Điều này cũng từng xảy ra ở Trung Quốc trước đây. Bây giờ cũng vậy, chỉ còn anh em ở lại thôi. Đồng ý, chỉ là không còn một quán ven đường nào. Tôi rất ghen tị với họ vì mình có thể sống thoải mái như vậy vào thời điểm này. Đây có phải là để dụ tôi về Việt Nam không? Tôi thực sự ghen tị với những người bạn Việt Nam, những người có thể hát và nhảy sau khi uống rượu, không giống như những người bạn của tôi được massage chân. Việt Nam là Việt Nam và Trung Quốc là Trung Quốc. Tôi sẽ không bao giờ quên ông nội tôi từng là lính pháo binh trong cuộc phản công tự vệ. Tại sao không có nhà phát triển bất động sản nào ở Việt Nam, xây dựng nhà ở thương mại tại Việt Nam? Tôi không chắc chắn với điều đó. Tập đoàn Evergrande của Việt Nam có tuổi thọ ngắn hơn chúng ta và nợ nần cũng không kém gì chúng ta. Tại sao không thấy người trung niên ra ngoài vui chơi nhỉ? Sinh viên đại học trong nước và những người trẻ mới tốt nghiệp và bắt đầu đi làm được yêu thích hơn họ. Không ai thực sự tin điều đó, phải không? Giá nhà ở Hồ Chí Minh tương đương với Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, lại không cần thế chấp. Tôi sợ bạn sẽ mất trí mất. Thôi nào, trước đây giá nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh tăng bao nhiêu, và mức lương của người dân địa phương thấp đến mức nào? Bức tranh đều do vẽ ra. Không phải ở đó đang có chiến tranh à? Những người này sống thoải mái như vậy sao? Họ không có quản lý đô thị sao? Họ đang nhảy múa bên đường được à? Họ không phải lo lắng sao? Chừng nào con người còn có ham muốn và đau khổ. Nghe nói Việt Nam đang vui quá. Khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam về cơ bản là rất lớn. Về cơ bản, tầng lớp trung lưu và bình dân khó có tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm của chúng ta gọi là tiền cứu mạng, tôi không có tiền cứu mạng. Đất Việt Nam là tài sản cá nhân vĩnh viễn không có áp lực thế chấp. Mọi người đừng ghen tị nhé, tình trạng này chắc chắn là do cồn gây ra. Dù họ không mua được nhà, xe hay kết hôn, bạn vẫn hạnh phúc. Điều này cũng giống như những đồ uống lạnh có thể thấy khắp nơi bên đường ngày xưa, lúc đó còn có cảm giác vui sướng nhưng giờ đây đã không còn nữa. Ở Trung Quốc còn tệ hơn nhiều. Nếu bạn uống quá nhiều, bạn sẽ khóc hoặc có người giúp bạn bước đi. Đừng nhìn chiến thuật tiếp thị của họ, chỉ cho bạn xem rồi đến đó thôi. Nếu bạn không đủ gợi cảm, bạn có thể đến đó không? Càng khoe khoang càng buồn cười phải không? Bạn đang cố lừa người Trung Quốc đi du lịch hay sao? Các khoản cho vay gây tổn hại cho tất cả người dân Trung Quốc. Một nhóm người, khi đi chơi cùng nhau như thế này thì ai cũng là người yêu cũ. Từ các bình luận này, ta có thể kết luận rằng nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự ghen tị và ngưỡng mộ về phong cách sống tự do và ít áp lực tài chính hơn của người Việt Nam. Phong cách sống này thường được mô tả với các từ như vô tư, thoải mái và hạnh phúc, đặc biệt do người Việt Nam ít lo lắng về việc trả nợ vay mua nhà hoặc ô tô. Một số bình luận cho rằng nhịp sống ở Việt Nam giống như Trung Quốc những thập niên trước khi áp lực tài chính tăng cao. Mặc dù một số người khẳng định đây là sự khác biệt văn hóa và không hẳn là tốt hơn, nhiều bình luận thể hiện khao khát có được một cuộc sống tự do, gắn kết, không phụ thuộc vào công nghệ. Ngoài ra, những hoạt động ngoài trời như nhảy múa hay vui chơi trên đường phố của người Việt cũng là điểm khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc ấn tượng và ghen tị.